để học được một kỹ thuật đấm, anh em phải mất thời gian đến lớp học để học được một kỹ thuật đấm, thì anh em phải bỏ ra tiền học phí. Thì chắc gì anh em đã học được những cái kỹ thuật mà chuẩn và chính xác và đúng kỹ thuật. Thì trong video ngày hôm nay thì mình đã làm video để chia sẻ miễn phí cho anh em. Đấy, anh em đôi khi là không có thời gian đến trường lớp, cũng không biết là đôi khi các bạn lớn tuổi nhé mà các bạn đam mê, mà không lẽ các bạn vào trong trường các bạn xin học với các em nhỏ, thì đôi khi là một trong những khó khăn của các bạn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và giúp anh em, muốn tốt cho anh em và muốn giúp cho anh em, muốn giúp đỡ anh em là học võ tại nhà và miễn phí cho anh em. Đây là mình chia sẻ thật tâm. Đấy, cái kênh của Toản luôn luôn là hỗ trợ và muốn giúp đỡ những bạn nào có đam mê võ thuật và thích võ thuật và muốn tập luyện thể thao, thì hãy theo dõi Toản để có những cái bài tập miễn phí tại nhà. Thì kỹ thuật của chúng ta, một kỹ thuật đấm, hôm nay là mình làm video về kỹ thuật đấm. Thì kỹ thuật đấm của mình là hôm nay sẽ học được kỹ thuật đấm thẳng. Đấy, kỹ thuật đấm thẳng là như vậy. Thì nó có yếu tố là chân, thân, tay và khí. Nhớ nha, chân, thân, tay và khí. Học được ba cái động tác này thì anh em mới gọi như là một kỹ thuật. Thứ nhất, anh em tấn tháp này, để cho mình hai chân này, để hai chân này dòng bằng vai, bước một chân lên, trùng đầu gối xuống. Đây là tấn pháp, chân dòng bằng vai, bước một chân lên, trùng đầu gối xuống. Đây. Đấy, anh em thấy không? Là đây là tấn pháp, trùng đầu gối không được thẳng nhé, đầu gối trùng xuống để chân của chúng ta nó chắc, trụ chúng ta nó chắc. Đấy, thủ này tư thế thủ thì anh em mà lấy cục trỏ che em làm sườn. Đấy, cái năm đấm của chúng ta che ở quai hàm. Anh em đã hiểu cái tư thế thủ chưa nào? Đây là những cái bước cơ bản và cần thiết. Khi mà chúng ta ra đòn là lúc sơ hở thì kỹ thuật của chúng ta phải là kỹ thuật chuẩn. Anh em xem nha, cái tay là luôn luôn phải thủ. Khi mà chúng ta ra đòn là chúng ta sẽ để ra sơ hở thì đối phương sẽ khai thác vào phần mặt của chúng ta bằng sườn. Nên là chúng ta cần là kỹ thuật phải chuẩn chính xác để hạn chế và che lấp được những cái điểm yếu của mình. Mình chia sẻ với anh em đầu tiên là chân. Nhón gót chân, bước 1 là nhón gót chân nhé. Lấy đà, lấy lực từ dưới đất, nhón gót chân. Thứ hai là hông, xoay cái phần hông eo này. Đấy, cái được phần hông. Thứ ba là đến phần vai. Đấy, cánh tay của chúng ta giống như một viên đạn phóng ra thôi. Đấy, phóng ra. Còn khí thì trước khi đấm thì anh em phải lấy khí vào. Khi đấm xong là anh em phải nhả khí ra một chút bằng miệng. Một kỹ thuật chuẩn anh em phải tập đi tập lại hàng trăm lần để cho nó thành cái kỹ năng, thành cái thói quen chính xác của các bạn. Cái vai của chúng ta phải thủ nha, cái vai của chúng ta đưa cao lên cho các bạn đấm như vậy là vẫn hở cái phần quai hàm. Và điểm này rất dễ bị đấm vào, rất dễ bị knock out. Nên là chúng ta đưa cái vai cao lên để che cái phần quai hàm. Cái tay kia đồng thời cũng phải thủ này. Đấy. Thì một kỹ thuật cực kỳ là khó đấy các bạn, chứ không phải là dễ đâu. Tại sao các bạn phải đến lớp mất bao nhiêu tiền, mất mấy trăm ngàn mới được một kỹ thuật. Thì mình chia sẻ đây là chia sẻ nhiệt tình cho anh em có thể tập tại nhà được. Đấy, cái tay của chúng ta che, cái vai của chúng ta che. Nhớ nha, chân, nhón gót, thân, xoay, vai, xoay. Còn tay của chúng ta phóng ra, nắm đấm của chúng ta phóng ra. Hơi thở của chúng ta trước khi đấm là chúng ta lấy khí vào. Đấm xong chúng ta nhả khí ra. Hoặc là bằng mũi cũng được. Đấy, thì chúng ta có thể tập nhả khí như vậy để làm sao cú đấm của chúng ta nó thanh thoát nhất, nhanh và mạnh nhất. Chứ mà các bạn tập mà như những ai mà trên mạng người ta không chỉ hướng dẫn nhiệt tình như mình đâu, không chỉ kỹ lưỡng như mình đâu. Mình chia sẻ này là anh em có thể tập tại nhà được và hiểu được, và anh em có thể tập được. Và chúc cho anh em tập được thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại.